Chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì sẽ là một video với chủ đề, đấy chính là ba sự kiện sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm của các bạn là gì. Thì tất nhiên là trong giai đoạn từ nay đến cuối năm sẽ có rất là nhiều sự kiện diễn ra đối với các bạn, nhưng mà đây sẽ là ba sự kiện mà vũ trụ muốn tiết lộ cho các bạn nha. Mình nghĩ là cái trải bài này nó cũng sẽ ngắn thôi, bởi vì mình sẽ giống như là mỗi một cái sự kiện thì mình có 3 lá bài. Nếu như mà cần đào sâu thêm thì mình mới rút thêm, còn không thì cứ thế mà lý giải như bình thường thôi ha. Đó, mình nghĩ là nó cũng ngắn ha. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn này. 1, 2, 3. Rất là tò mò quá. Không biết là đằng sau ở đây là 3 cái sự kiện gì nha. 3 sự kiện sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Tất nhiên là nếu như mà nó có xảy ra thật ấy, thì các bạn phải quay trở lại đây để feedback cho mình nha. Rất nhiều bạn đã quay trở lại để báo tin cho mình biết rồi, hay lắm. Ok. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Đây, chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và câu hỏi đấy chính là ba sự kiện sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm của các bạn là gì. Rồi, thì đối với tụ bài số 1 này vào luôn này. Cái sự kiện đầu tiên ấy sẽ diễn ra trong từ nay đến cuối năm của các bạn ấy là cái sự kiện số 1. Mình thấy rằng là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy buồn chán nha. Mình không biết là khi nào, cụ thể là thời gian nào trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, chuyện những cái sự kiện này là không hẳn là nó được sắp xếp theo thứ tự là cái này xảy ra trước, cái này xảy ra sau đâu, mà nó sẽ lộn xộn nha. Có thể cái số 2 này xảy ra trước, cái số 1 này xảy ra sau. Đó. Thì cái số 1 này thì mình cứ tạm thời nó là số 1 đi, cái sự kiện đầu tiên đi. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ trải qua một cái giai đoạn mà có thể là nó khá là buồn chán. Đấy, các bạn cảm thấy thất vọng hoặc buồn chán về một cái điều gì đấy, không có tìm kiếm được cái niềm vui đến từ cuộc sống của mình, đến từ những thứ xung quanh hay là này khác đó. Tự nhiên các bạn rất là suy, rất là buồn á. Thì đột nhiên bạn bè của các bạn ấy có thể là sẽ rủ bạn đi một cái chuyến đi ngắn nào đó, hoặc là bạn bè của bạn kiểu biết là bạn đang buồn, bạn đang không vui, nên là họ sẽ liên lạc này, họ sẽ rủ bạn đi chơi này, hoặc là họ cũng không hề biết là bạn buồn đâu, nhưng mà kiểu đột nhiên họ lại nói rằng là chúng mình đi du lịch đi, hoặc là đi chơi đi, hoặc là đi có những ăn uống họp mặt nhau hay là gì đấy đi. Đại loại là nó sẽ phải có cái sự xuất hiện của một vài cái người nào đó, và đó có thể là những người bạn của bạn, những người đồng nghiệp, hoặc là một cái hội nhóm nào đấy nhá. Mình thấy bạn sẽ có liên kết với những cái người đấy và sẽ có một cái chuyến đi ngắn, tức là cũng không đi dài đâu, không đi lâu đâu, mà có thể là ngắn ngày thôi, hoặc thậm chí là trong ngày thôi. Nhưng mà có thể chính cái điều này này, nó sẽ giúp các bạn có được cái sự cải thiện về mặt cái cảm xúc của các bạn, khiến bạn vui vẻ lên, khiến bạn phấn chấn lên, khiến bạn thích thú hơn. Đó, thoải mái hơn, xả được stress hơn. Được chưa? Đấy là cái sự kiện đầu tiên. Cái sự kiện số 2 ở đây á, mình thấy là mình thấy như thế này này. Các bạn rất là dễ, tức là có một cái thời điểm, cái sự kiện này sẽ liên quan đến một cái nhân vật nào đó. Thì cái nhân vật này á, là cái tính cách của họ là rất là vội vàng nha. Họ rất là vội vàng, họ rất là hấp tấp, họ rất là nóng, không hẳn là nóng nảy nhưng mà rất là vội vàng, rất là hấp tấp. Có thể đôi lúc là kiểu như suy nghĩ không chín chắn, không chín chắn và không kỹ càng đâu. Đó, họ có thể sẽ thúc đẩy bạn. Một là thúc đẩy bạn, hai là họ sẽ gây ra những cái vấn đề gì đấy trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ như họ cứ giục bạn hãy làm đi hay là gì gì đó, hoặc là họ cứ cuống hết cả lên này nọ kia các thứ. Hoặc thậm chí như mình cảm nhận được rằng là cái người này sẽ gây ra chuyện trong cuộc sống của bạn, nhiều khả năng là trong công việc nha. Đấy, nhiều khả năng trong công việc nha. Thì mình thấy được rằng là với cái nhân vật này và với những cái gì mà người này gây ra, thì các bạn cần phải có một cái giống như là một cái sự khôn khéo, một cái sự khôn khéo, một cái sự tinh tế. Đó. Mà mình thấy rằng là bạn cũng không nên gọi là gắt gao với cái người này quá, hoặc là quát tháo họ, hoặc là nói rằng là ý là bình tĩnh đi, hay là bạn quát họ, hay là bạn trách họ làm cái gì. Đó, bạn hãy làm sao mà bạn có thể giống như là vừa trấn an được cái người này mà vừa làm cho cái tình huống này của các bạn ấy nó ổn thỏa nha. Và mình thấy là bằng cái sự thông minh của bạn ấy, bằng cái sự danh mãnh của bạn, bằng cái sự khéo léo của bạn ấy, thì bạn sẽ làm được cái điều này thôi. Đặc biệt là nó sẽ liên quan đến yếu tố doanh nghiệp, công việc.
ở doanh nghiệp, công việc, sự nghiệp của các bạn. Tại vì là cái nhân vật này có thể là một cái mắt xích, hoặc là một cái nhân vật mà bạn cũng không nên để mất lòng đấy. Cho nên là kiểu cũng không ích lợi gì nếu như mà các bạn đối đầu với họ, hoặc là các bạn quát tháo họ, hoặc các bạn trách mắng họ. Đó, hãy học cách để kiểu giống như là làm sao cho cân bằng được nhiều cái yếu tố ở trong cái sự kiện này, sự việc này một cách tốt nhất. Mình sẽ giúp thêm. Tại mình thì mình hiểu cái sự kiện này. Nhưng mà có thể là khi mà mình diễn giải ra ấy, thì bạn kiểu cảm thấy nó mơ hồ ấy. Cái lá bài là View from Above này, nó nói về việc là hãy nhìn một cái bức tranh toàn cảnh, nhìn một bức tranh rộng ra. Ví dụ đi, bây giờ mình lấy một cái ví dụ đi. Ví dụ như các bạn đang làm một cái công việc A, đột nhiên có một cái nhân vật nào đó B xuất hiện, và cái người này họ rất là lanh chanh, họ làm cho mọi thứ nó khiến cho mọi thứ trong cái việc của các bạn đang làm ấy, có thể là gặp thêm những cái rắc rối. Thì có thể cái tâm trạng bình thường chúng ta rất là bực, rất là khó chịu đúng không? Muốn bổ cho một cái đúng không? Hoặc là quát một cái là đuổi ra chỗ khác, để ra chỗ khác kiếm ăn đi, ta còn làm việc kiểu như vậy. Nhưng trong trường hợp này mình thấy bạn cần phải nhìn rộng ra. Bởi vì có thể như mình nói rồi, người này là một nhân vật có một cái mắt xích gì đấy rất là quan trọng trong công việc của các bạn. Đó, mà bạn không nên đối đầu với họ, bạn cũng không nên gay gắt gì đấy quá với họ. Hãy giống như một cái dòng nước ấy, nhẹ nhàng trôi. Bạn nhẹ nhàng vậy thôi nhưng bạn có thể giống như là điều khiển được những thứ xung quanh các bạn. Đó, có thể bạn sẽ biết cách để tận dụng cái tính cách của cái người này, cái sự thẳng thừng của người này, hoặc là thẳng thắn của người này, hoặc là cái sự vội vàng của người này vào những lúc mà bạn cần đấy. Đó, nghe hơi kiểu mưu mô tính kế đấy, thế nhưng mà các bạn thấy lá con cáo thì các bạn biết rồi đấy, nó cần có một cái sự khéo léo ở đây. Đó, có thể bạn sẽ lead được người này, bạn sẽ lãnh đạo được cái người này. Đó, bạn sẽ chỉ được cho họ là họ nên làm gì và cần làm gì. Đấy, mà có thể là rất nhiều cái sẽ có lợi cho bạn về phía sau. Cho nên là hãy nhìn một cái bức tranh rộng lớn hơn nhá, đừng vội vàng, ok? Rồi, đối với cái sự kiện số 3 ở đây thì mình thấy rằng là bạn ấy sẽ có một cái dự định gì đấy, có thể là bắt đầu một cái gì đấy trong công việc, trong học hành. Ví dụ như các bạn muốn đi học thêm một cái gì đấy, hoặc là trong công việc gì đó hay là gì đấy, bắt đầu một cái khởi nghiệp hay là gì đó, thì mình thấy được rằng là các bạn sẽ gặp phải những vấn đề trong cái quá trình mà các bạn làm cái công việc này, hoặc là bắt đầu cái dự án, cái kế hoạch này, hoặc là cái dự định đấy của bạn. Thì mình thấy rằng là các bạn sẽ gặp phải những vấn đề, và mình thấy được ấy, bạn sẽ không thể giải quyết được vấn đề đấy. Bạn sẽ phải chấp nhận là cái vấn đề đó xảy ra mình cũng đã cố khắc phục rồi nhưng mà nó không được. Đó, nên là mình sẽ chấp nhận là mình sẽ phải làm hoặc là thử một cách khác. Tuy nhiên thì hãy nhớ điều này này. Ở đây chúng ta có một lá bài, đấy chính là các bạn sẽ không thành công, sẽ không có một cái kết quả thành công trong việc vượt qua một cái vấn đề nào đấy, đặc biệt liên quan đến cái chuyện tiền bạc, tài chính hay là công việc này, mới khởi đầu này. Đó, thì có thể ban đầu nó hơi khó một chút, có một bạn bị vấp một cái gì đấy và bạn hơi khó thực hiện nó một chút, nhưng mà đừng mất niềm tin vào cái kế hoạch đấy, vào cái kế hoạch đấy của các bạn. Hãy có niềm tin rằng là bạn sẽ có thể hiện thực hóa được mọi thứ nó sẽ trở thành hiện thực với các bạn. Hãy có niềm tin vào cái ước mơ, cái mong muốn đấy của các bạn nha. Hãy thử đổi một cái cách khác đi, tiếp cận khác đi, hoặc là làm gì đấy khác đi, để đạt được cái mục tiêu mà mình đã đặt ra nha. Thì đấy là số 3, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ đến, xin lỗi, đây là số 1 ạ. Ý là sự kiện số 3, sự kiện số 3 trong tụ bài số 1. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúng ta sẽ đến với số 2 nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 có lẽ mình chưa xem tụ bài số 3 là cái gì, nhưng mà xem tụ bài số 1 xong xem tụ bài số 2 ấy, thì mình thấy là cái tụ bài số 2 này có lẽ là tụ bài, một trong những tụ bài mà thú vị nhất khi mà nói đến cái giai đoạn từ nay đến cuối năm của các bạn. Vậy thì 3 sự kiện mà nó sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm của bạn là gì? Đó, rồi. Và nhớ này, những cái sự kiện này nó sẽ không diễn ra theo thứ tự mà mình nói. Nó có thể sẽ diễn ra cái này trước, cái này sau nha. Mình sẽ không có áp đặt nó về mặt là bao giờ nó xảy ra. Đó chỉ là trong giai đoạn từ đây đến cuối năm, có thể là cái này xảy ra trước, cái này là sau, xảy ra sau. Rồi, điều đầu tiên, cái điều đầu tiên ở đây á, trong giai đoạn từ đây đến cuối năm mình thấy là một cái giai đoạn có thể tương đối có những cái may mắn đối với các bạn. Đó,
đầu tiên ở cái số 1 này là mình thấy có mọi thứ có vẻ khá là may mắn và sẽ có những cái biến đổi lớn mang tính định mệnh ấy, nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn nha. Đó. Và có thể nó là những cái biến đổi mà hãy bạn bạn hiểu là cái giai đoạn trước đó nó là giai đoạn mà nó để tích tụ để đến cái giai đoạn từ nay đến cuối năm á, các bạn được hưởng từ những cái tích tụ đó. Đấy, hiểu vấn đề đúng không ạ? Cái sự tích tụ này á, mình lấy ví dụ nhá. Ở đây các bạn có Beauty Queen và Money này, thấy đồng tiền không? Trời ơi, chúc mừng. Thì đầu tiên Beauty Queen này, mình lấy ví dụ này. Các bạn rất là đẹp, các bạn sẽ trở nên rất là đẹp trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, cho dù bạn là nam hay là nữ, giới tính gì đi chăng nữa, mình thấy là rất là đẹp. Thì cái vẻ đẹp đấy của bạn ấy, nó được phải được xây dựng trước đó rồi. Có thể là trong giai đoạn trước đấy các bạn đã tích tụ bằng cách là, dùng từ tích tụ nha, tích tụ bằng cách là các bạn đi tập gym, các bạn giảm được cân hoặc các bạn tăng được cân đó, hoặc các bạn chăm sóc tóc, chăm sóc da. Thì đến cái giai đoạn từ nay đến cuối năm các bạn được hưởng từ những cái tích tụ đó. Đấy, nó là tất yếu, nó là buộc sẽ xảy ra. Được chưa? Đấy, thì mình thấy là từ nay đến cuối năm bạn rất là đẹp. Trời ơi, đẹp lên. Có thể là thay đổi về cách ăn mặc này, có thể là cách trang điểm này, lên tay hơn này, chăm sóc da này, cân nặng này, vóc dáng này, là bất kỳ một cái gì đó. Cái mà ở trong cái số 1 này này nữa ở đây, như mình vừa giờ ở đây là tiền bạc sẽ đến với các bạn. Trời ơi, mình quên mất lẫy, mình chưa có chọn tụ nào hết trong ba tụ này cả. Trời ơi, quên mất đấy. Thì cái lá này nói về việc là măn tiền nó sẽ đến với các bạn. Mình không biết nó sẽ đến bằng cách nào, đến bằng cái đường nào đây, nhưng mình nghĩ là mình có cảm nhận nha. Tức là ngoài cái việc bạn đi làm, bạn kiếm tiền ra, thì có thể là cái tiền này nó cũng là một dạng tiền may mắn nữa. Tiền may mắn là sao? Có thể là khoản đầu tư sinh lời này. Thật ra khoản đầu tư sinh lời là không phải là một cái may mắn đâu, mà có thể là các bạn được cho tiền. Đấy, nó dạng như vậy đấy. Thì tất nhiên rồi, mình không có bó buộc về cái việc là tiền này nó từ đâu ra. Có thể từ việc bạn nỗ lực cố gắng kiếm tiền thì nó sinh lợi nhuận thôi. Đó, thì cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì chúc mừng vì có tiền, có tiền bạc lại có sắc đẹp nữa nha. Còn gì tuyệt vời hơn. Rồi, ở cái sự kiện số 2 này thì như mình nói đấy, mình không biết là nó đã xảy ra chưa, hoặc là nó xảy ra, cái này xảy ra trước hay cái này xảy ra sau, hay là cái nào xảy ra trước trong số ở đây. Nhưng mình thấy rằng là bạn sẽ có một khoảng thời gian mà các bạn sẽ tương đối là án binh bất động. Tức là các bạn dự định làm nhiều thứ lắm nhưng mà các bạn sẽ không làm được, hoặc là các bạn sẽ vì nhiều lý do mà các bạn sẽ chần chừ không làm, chờ đợi thời cơ. Đó, thì cái này nó cho mình một cái cảm giác giống như đây chính là cái khoảng thời gian mà các bạn tích tụ ấy. Đó, các bạn tích tụ cái mà mình vừa nói đó. Thì trong cái khoảng thời gian đấy, mình thấy các bạn có một khoảng thời gian các bạn phục hồi lại những cái phục hồi, đây là phục hồi sức khỏe này, phục hồi lại năng lượng này, tinh thần này, hoặc là nó là một cái khoảng thời gian để các bạn nghỉ. Thì mình thấy rằng là trong khoảng thời gian đó thì có thể là sẽ có một vài người nào đấy cần đến sự giúp đỡ của bạn, thì bạn nên giúp đỡ những cái người này nha. Nên nha, trong giai đoạn tích tụ này là phải nên này, nên giúp đỡ, được chưa? Còn nếu như trong trường hợp bạn cần đến một cái sự giúp đỡ từ ai đó thì bạn nên hỏi đến sự hướng dẫn từ những cái người xung quanh, họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên đó. Nên là cái này thật ra nếu như mà nó đi theo một cái đường dây đúng như là mình nghĩ trong đầu á, thì cái này nó sẽ là cái giai đoạn tích tụ. Các bạn ví dụ như các bạn muốn cải thiện về tiền bạc, sắc đẹp đó, thì các bạn cần sự giúp đỡ thì các bạn đi hỏi han người này người kia, xong tích lũy về kinh nghiệm của bạn ấy, thì bắt đầu là bạn làm xong rồi nó cuối cùng bạn tạo ra được cái này đó. Thì đấy là cái số 2 nhá. Rồi, cái số 3 rất thú vị. Cái sự kiện số 3 này mình thấy được rằng là cũng là một cái sự kiện rất là vui. Mình thấy được là có thể là đầu tiên ở đây là các bạn sẽ gặp một cái người lạ nào đó. Nhưng mà đây là một cuộc gặp gỡ với một cái người rất là đặc biệt, một cái cuộc gặp gỡ quan trọng, nhưng mà là với người lạ nha. Tức là người này bạn chưa bao giờ bạn biết đến họ, bạn chưa bao giờ tiếp xúc với họ, bạn không biết họ là ai hết. Đó, thì bạn lại tiếp xúc với cái người này trong cái giai đoạn từ nay đến cuối năm. Không rõ được là cái mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ gì, nhưng mà mình thấy được rằng ở đây có một cái lời khuyên cho các bạn là trong cái mối quan hệ này, trong cái sự gặp gỡ này, thì bạn nên học cách để cho đi nhiều hơn là nhận lại. Đó, tức là bạn hãy cứ vô tư với họ đi, cứ thoải mái với họ đi, kiểu giống như là đừng tính toán gì quá nhiều sâu xa với cái người này hết. Có thể là
sẽ có một cái lợi ích hoặc là một cái, dùng từ lợi ích thì nghe nó hơi thực dụng, nhưng mà có thể là người này sẽ đền đáp lại bạn một cái thứ gì đấy khác đấy. Đó, cho nên là đừng tính toán quá nhiều đối với cái nhân vật này. Và mình thấy rằng là có thể giữa bạn và họ ấy, sẽ xây dựng được một cái mối quan hệ khá là bền vững, khá là vững chắc nha. Xây dựng được một cái mối quan hệ mà có một cái sự bền vững, vững chắc ở đây. Đó, có thể là cả hai ngoài cái việc xây dựng mối quan hệ vững chắc đó, thì có thể là cả hai cùng tạo ra được những cái giá trị hoặc là những cái điều gì đấy mà mình thấy là nó rất là vui vẻ. Có thể hai người trở thành người yêu của nhau. Và đây chính là đối tượng kết hôn tiếp theo của bạn thì sao? Đấy, cái đấy thì không rõ, nhưng mà thôi rút thêm để rõ đi. Mình cũng không muốn là áp đặt cái phán đoán của mình vào cái tụ bài này, bởi vì nó có thể diễn ra theo rất là nhiều chiều hướng khác nhau. Nhưng mà mình cảm thấy được rằng là có một cái mối quan hệ là một mối quan hệ triển vọng. Người này có thể là một soulmate của bạn, và chính bạn là cái người gọi họ đến trong cuộc đời của chính mình. Thú vị nhỉ. Thì đấy là tụ bài số thì đấy là cái sự kiện số 3 của tụ bài số 2. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Và đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là 3 sự kiện sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm của các bạn là gì. Tụ bài này cũng là những cái sự kiện tương đối là tích cực ha. Đối với cái tụ bài số 3 này thì các bạn cần phải nhớ một điều này giúp mình. Đấy chính là mình không đề cập đến việc là thứ tự những cái sự kiện này nó sẽ diễn ra y như mình nói, mà có thể nó sẽ đảo lộn lên. Đó, cái này diễn ra trước, cái này diễn ra sau. Mình không biết cái nào diễn ra trước, diễn ra sau hết. Chỉ là mình quy định nó là trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm thôi. Nên trong giai đoạn từ nay đến cuối năm nó sẽ có thể sẽ xuất hiện. Đầu tiên, các bạn có một lá Big Happy Chain là Kangaroo và cái lá Strength ở đây. Thì mình thấy rằng là bằng cái sức mạnh của bạn á, thì bạn sẽ có một cái sự kiện mang tính chất là một cái big. Thật ra mình rất là thích cái lá Big Happy Chain này, rất là thích nhá. Nhìn thấy thôi là phấn khích lắm rồi. Cái Big Happy Chain này thì nó đề cập đến việc là bạn sẽ có một cái niềm hạnh phúc rất là to, rất là to lớn. Và cái niềm hạnh phúc đấy nó là một cái thay đổi rất là lớn, nó đến với cuộc sống của các bạn. Có thể nó đến theo dự định, hoặc nó sẽ đến đột ngột, hoặc nó đến theo cách riêng của nó. Đến theo cách nào đấy thì mình không rõ, nhưng nó là một cái sự biến đổi to lớn và đem đến cho bạn hạnh phúc. Đó, đem đến cho bạn hân hoan, vui vẻ. Thì mình thấy rằng là trước khi bạn có được cái Big Happy Chain này á, thì các bạn sẽ phải trải qua một cái giai đoạn mà các bạn sẽ phải rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Các bạn thể hiện sức mạnh của mình, hoặc là các bạn nỗ lực ấy để đạt được, để có được cái Big Happy Chain này nó đến. Đó, mình không biết nó là cái gì cơ, cho nên là rất là tò mò. Không biết là cái gì ở đây đây. Đó, với mỗi người sẽ khác nhau. Có những bạn là có thể là sinh em bé, có những bạn là kết hôn, có những bạn là trúng một cái quả gì đấy rất là lớn. Đấy, làm việc được thăng chức, được nâng lương này, đấy, được thưởng gì đấy này, hoặc là đầu tư một khoản đầu tư nào đấy mà các bạn sinh lời, hoặc cũng có thể bất kỳ một cái gì đấy các bạn hoàn thành được một cái ước mơ mong muốn của các bạn bấy lâu nay, như là đi du học này, đi ra nước ngoài hay là gì đó này. Đấy, thì mình thấy rằng là khi mà bạn có được cái Big Happy Chain này á xong á, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ có một khoảng thời gian mà, bởi vì là tao đang thắng thế, bởi vì tao đang trên đà chiến thắng, cho nên là tao sẽ tận hưởng cái sự chiến thắng đấy, đúng không? Đấy, các bạn sẽ có xu hướng là kiểu như là hơi ngủ quên một chút trên chiến thắng, kiểu như dành hơi nhiều thời gian để tận hưởng cái niềm vui đó. Thì thật ra bạn tận hưởng niềm vui là chính đáng, là tốt đẹp. Tuy nhiên á, hãy luôn có những cái kế hoạch cho những cái thứ tiếp theo nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn nha. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải để ý. Cái số 2 ở đây á, mình thấy rằng là các bạn sẽ có một cái sự cám dỗ nào đấy nó đến với cuộc sống của các bạn, để nó đến và nó để test bạn ấy. Cái cám dỗ này của bạn nó như thế này này. Nó hình ở đây các bạn có thể thấy là đây là một con rắn và đây là một quả táo. Trong kinh thánh ấy thì cái quả táo này tượng trưng cho trái cấm. Đấy là cái quả mà Chúa đã cấm ông bà Adam và Eva không có được đến và ăn cái quả này. Thế nhưng mà con rắn này nó là biểu tượng cho cái sự cám dỗ, nó chính là biểu tượng như một con quỷ ấy. Đấy, nó đến và nó nói với cả ông bà Adam Eva là ăn đi, không sao đâu, ăn xong rồi sẽ trở thành giống như Chúa đấy, kiểu kiểu như thế. Thế là
hai người đấy đã ăn đó. Và cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái hình ảnh ở đây nó cũng biểu hiện cho việc là trong giai đoạn từ nay đến cuối năm các bạn cũng sẽ bị cám dỗ một cái gì đấy. Cho nên là để ý cái điều này giúp mình nhá, được chưa? Để ý cái điều này giúp mình, đặc biệt nó sẽ liên quan đến yếu tố, lại còn có trái cấm đấy nữa, thì đặc biệt nó sẽ liên quan đến yếu tố tình yêu, tình dục nha, tình yêu này, tình dục này, mối quan hệ này, ngoài luồng này đấy. Tức là những bạn nào mà đã có người yêu rồi thì các bạn nên cẩn trọng một chút, có thể là sẽ có một ai đấy xuất hiện, và kiểu giống như vào lúc mà bạn yếu lòng nhất ấy, thì có thể là bạn rất là dễ bị cám dỗ đấy. Cái này là mình phải cảnh báo thôi, nó có đấy, mình nói thôi nha đấy. Hoặc là bạn á, yêu ai đấy, bạn rất là yêu cái người đấy, bạn có thể sẽ có một mối quan hệ với một nhân vật nào đấy chẳng hạn, nhưng cái tình cảm đấy nó chưa thực sự là chín muồi, hoặc là nó chưa đến cái thời điểm thực sự chín, thì các bạn nên cân nhắc về cái thái độ, cái cảm xúc cũng như là cái những cái mà mình sẽ cho đi trong cái mối quan hệ này, được chưa? Đấy là dặn nha. Còn đâu giữ được hay không là của các bạn thôi, chứ mình không giữ hộ các bạn được. Rồi, một lá nữa ở đây thì mình cảm thấy là nó liên quan đến cái việc là đừng để, giống như là đừng để cái niềm kiêu hãnh của bạn ấy nó kéo bạn ở lại phía sau. Tức là đôi khi cái sự cám dỗ này nó đến đôi khi là vì vì bạn đang bị kích thích ấy, vào cái lòng, vào một cái lòng 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 kiêu hãnh, cái sự tự trọng, hoặc bạn đang muốn chứng minh một điều gì đó thôi. Thì bạn phải tỉnh táo giúp mình nha. Cái này là mình cảnh báo các bạn này, tỉnh giúp mình này. Đặc biệt những bạn nào mà đang ở năm cá nhân số 5 ạ, hoặc mới chuẩn bị bước sang giai đoạn năm cá nhân số 5 ạ, cẩn thận nhé. Được chưa? Rồi, số 3. Cái sự kiện số 3 ở đây. Chúc mừng các bạn có một lá money. Cho nên là trong giai đoạn từ nay đến cuối năm các bạn cũng sẽ có tiền. Đó, cái số tiền sẽ có một khoản tiền nào đấy nó đến với các bạn, hoặc là các bạn sẽ có cái sự gia tăng hơn về mặt tiền bạc, tài chính, vật chất trong cuộc sống của các bạn ở đây. Đó. Nó sẽ cái sự tiền bạc này này, nó sẽ đến với bạn khi mà bạn bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống của mình. Ví dụ như các bạn đi làm một công việc mới, hoặc là các bạn làm một dự án mới, hoặc chuyển sang một team mới, hoặc là có một cái định hướng mới gì đấy trong công việc, trong trong cuộc sống nha. Mình thấy là nó sẽ là một cái gì đấy nó rất là mới, nó tới, và chính cái con đường mới đấy nó lại dẫn bạn đến được cái sự dồi dào hơn về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Ở đây chúng ta có một cái lá bài nữa, đấy chính là các bạn hãy tìm kiếm thêm những cái thông tin xung quanh cái vấn đề này của bạn. Bởi vì mình không biết tiền nó đến từ đâu, nhưng thời điểm đấy thì các bạn nên tìm kiếm thêm những cái thông tin, bởi vì những cái thông tin đấy á, nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều, nó sẽ giúp đỡ bạn. Hoặc có những bạn ở đây á, các bạn sẽ kiếm tiền nhờ những cái thông tin mà bạn tìm kiếm được. Đó. Rút thêm một lá nữa cuối cho tụ bài số cho cái sự kiện số 3 của tụ bài số 3 nhé. Surrender to Divine. Mình cảm thấy được rằng là cái này nó mang yếu tố kế hoạch của vũ trụ rồi. Cho nên là đến đâu á, các bạn đi đến đâu các bạn sẽ được dẫn dắt đến đó. Còn đây á, nó chỉ gọi là dự đoán cho các bạn nghe về sơ sơ lược lược thôi, chứ nó không nói kỹ càng về cụ thể vấn đề nào diễn ra trong cuộc sống của các bạn hết. Đó. Thế nhưng mà khi mà bạn được dẫn dắt để đi đến cái cơ hội đó ấy, thì bạn hãy nắm bắt lấy nó. It's time to take action, tức là hãy hành động vì cái cơ hội đấy nó đang trước mắt bạn. Ngàn năm có một. Ok, thì đấy là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.